Xin chào cả nhà, lại là mình đây cả nhà ơi. Hôm nay mình lại vào bếp, mặc dù mình không phải là đầu bếp nhưng mà muốn ăn là phải lăn vào bếp đúng không? Thì nãy giờ mình đang làm nhưng mà mình nghĩ là nên làm video cho nói chuyện với mọi người cho vui luôn. Hôm nay mình sẽ làm món ăn vặt. Mọi người biết cái gì đấy không? Khoai lang chiên bột, tẩm bột chiên. Hồi mình ở Việt Nam mình rất là thích ăn cái món này. Cái này ăn sống cũng được luôn nha mọi người nha. Cái bột này á là bột mì, cũng lên trên Google đó, chắc có biết gì đâu. Nó nói là phải bỏ bột gạo nữa mà mình không có bột gạo thì mình sẽ bỏ bột mì. Rồi nó nói là bỏ thêm một tí đường thì mình cũng bỏ tí đường cho mày nè. Mình có chiên thử thì nó cũng không có cháy, cũng ngon lắm mọi người. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình làm, và trong cái thời gian mình làm mình sẽ kể chuyện cho mọi người nghe. Không phải kể chuyện mà mình sẽ tâm sự, chia sẻ một vài điều hôm nay mình muốn chia sẻ tới mọi người. Một số cái nét khác biệt của người phương Tây với người Việt Nam mình trong cái vấn đề ăn uống nha mọi người. Mình nghĩ tới cái vấn đề này là tại vì hôm qua có nhỏ bạn ở Việt Nam á, nó mới gọi cho mình, nó hỏi là nó có một người bạn bạn trai người Tây á, cũng mời tới nhà ăn tối. Thì nó hỏi mình là thường người ta mời tới nhà ăn tối gia đình thì có nên mang cái gì không. Thì sẵn hôm nay anh Ngô sẽ chia sẻ với mọi người một số nét luôn về cái vấn đề ăn uống, cũng như là những cái bữa tiệc nhẹ đơn giản người ta mời tới ăn tối ăn trưa gì đó nha mọi người nha. Đợi anh Ngô một xíu nha, để dầu nó nóng rồi để bỏ trong chiên xíu rồi mình sẽ nói chuyện nha cả nhà. Ở bên đây là vậy đó, mình muốn ăn là mình phải tự làm chứ người ta đâu có bán cái món này đâu. Thấy không cả nhà, chiên nha. Cái kênh của anh Ngô á, là không có làm gì cái vấn đề gì ăn uống nha mọi người, không có chia sẻ, tự mình không có giỏi giang về nấu bếp đâu. Ai thương mình thì nấu cho mình ăn thôi. Mình nấu tự mình ăn đó. Cái này mình đã chiên rồi nè mọi người, bây giờ mình sẽ ăn thử nha, mình chưa ăn luôn. Sức cái tập ăn mà quên mời cả nhà trước không à, mời mọi người nha. Ngon cả nhà, ngọt ngọt giòn giòn, thấy không? Muốn ăn mình cũng có ăn thôi, ở Việt Nam là chạy ra mua thôi đúng không? Ngon. Cái khoai lang mình nó đã màu này màu gì, màu đỏ hả? Nó đỏ nè mọi người, thì nó ngọt hơn cái khoai lang này. Mình chiên hai loại đó, ngon lắm mọi người. Thì đây mình chia sẻ như thế này, người phương Tây á mà nó mời mọi người tới nhà ăn tối á, thì đầu cái đó là mình chia sẻ thực tế từ cái kinh nghiệm cuộc sống của mình thôi nha. Thì mình phải gọi, mình hỏi nó là mày cần tao mua gì tới uống không, tại vì người ta mời mình ăn chứ người ta không mời mình uống, nói thẳng là như vậy đó. Thì thường thì người ta sẽ nói là mày uống thì mang cái đó. Hồi trước anh Ngôn vậy á, cũng quen nhiều người bạn thì nó nói là mình uống gì mang đó thôi, uống nước ngọt uống, mang nước ngọt, uống bia mang bia, uống rượu mang rượu. Rồi tới đó là mình bỏ chung vô một chỗ, ai cũng mang hết á mọi người, xong bắt đầu bỏ chung vô rồi uống. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai cũng liên quan tới vấn đề ăn uống luôn á. Ví dụ như trong một cái bữa tiệc thì đa số là người Việt Nam mình, nó là mình nói đa số thôi nha chứ không phải là nhất định nha, là phụ nữ ngồi riêng và nam ngồi riêng, ví dụ vậy. Người ta muốn nam mà uống nhậu vui vẻ đó, nhưng mà người phương Tây á trộn đều hết, nam cũng như nữ, rất là công bằng nha mọi người, vui là chính. Cái đó là mình thấy rất là vui, không có phân biệt gì hết á. Đang nói cái vấn đề đó là đa số chứ mình không tuyệt đối nha mọi người, tại vì hiện tại Việt Nam mình thì cũng vậy thôi, cũng đa phần bây giờ cũng nam nữ cũng chơi chung với nhau cũng vui rồi. Mình đang nói là cái vấn đề đa phần thôi. Rồi với lại á, khi mà uống bia ngồi nhậu mọi người thì người ta sẽ không có mà như Việt Nam mình họ thân thiện đúng không, mình mời lúc nào cũng uống 100. Nhưng mà riêng người Tây á là họ ngồi họ chỉ uống tới khi nào
y như là họ ngồi mà uống cà phê vậy đó, nói chuyện uống chứ không có ép, tuyệt đối không ép nha mọi người, không cần phải uống hết, uống được nhiêu là uống, mà ngồi như uống cà phê vậy thôi, nói chuyện uống hết chai rồi lên chai khác vậy đó, chứ không có 100% hay 50% gì hết á. Như người Việt Nam mình thì thân thiện vui đúng không, thì mình hay như vậy. Đó là những cái nét nó khác biệt một chút xíu, mình chia sẻ cho mọi người biết vậy. Còn ví dụ như mà đi, để mình trở đó, không có cháy. Mình sợ dầu lắm. Bởi vậy ai mà thương anh Ngô á, mình nấu cho anh Ngô ăn nha. Chứ anh Ngô rất là đơn giản trong cái vấn đề đó. Không phải là không biết nấu nha, mình biết nấu, nhưng mà mình không có cầu kỳ, nấu những cái gì nó đơn giản thôi. Cái chuyện tới đâu ta? Quên rồi. Đi uống cà phê á, ví dụ như uống cà phê nha, hoặc là đi ăn uống vậy. Mình nói đến cái vấn đề cà phê trước đi. Mặc dù là cà phê nó không bao nhiêu tiền hết, đúng không? Một người ngồi mình muốn cứ gọi bạn tới, ví dụ như bạn này quen bạn khác cứ gọi tới không, thì uống xong đó nha mọi người. Người Việt Nam mình thân thiện là lúc nào mình cũng trả. Một người họ xung phong lên họ trả đúng không? Còn riêng người Tây họ không có chịu như vậy. Họ muốn là chia đều hết, phần ai uống cái gì là tự người ta trả nha mọi người, chứ không có có để một người trả. Đó cũng là một cái điểm mình thấy cũng hay, theo mình thấy cũng hay á, cũng bền á. Tại vì mọi người biết sao không, mình nói đa số thôi, mình chia sẻ thực tế luôn á. Ví dụ như trong một đám bạn chơi đi, mà 10 người mình tới mình ngồi mình chơi, ví dụ như cái bạn kia thì cái hoàn cảnh bạn nó không có được khá giả như những người còn lại, thì ví dụ như hôm nay mọi người trả, một người trả như vậy thì bạn đó bạn sẽ cảm thấy ngại, và hôm sau bắt buộc bạn đó bạn cũng phải trả lại cho mình. Mọi người thấy đúng không? Nhưng mà đối với một số người thì cái chuyện đó là bình thường, nó không có đáng bao nhiêu. Nhưng mà biết đâu cái người đó, cái người trong những cái một trong những cái 10 người đó thì lại số tiền nó cao với họ, thì đâm ra mọi người thấy không, nếu như mình gọi lần thứ hai người ta, nếu như một người mà ngại ngùng á, họ sẽ không có đi tham gia nữa. Tại vì để mà người khác bao hoài thì mình rất là ngại, mà mình bao lại thì cái số tiền đâu mà mình bao, đúng không? Cho nên mình thấy công bằng cũng rất là hay, phần ai nấy trả, nó rất là bền nha mọi người. Chứ mình cũng hiểu là mà người Việt Nam mình thân thiện rồi, không có bao nhiêu cứ trả, đó là cái văn hóa mỗi người khác nhau, mỗi nước khác nhau nha. Mình đang chia sẻ là như vậy. Mình như bản thân mình rất là thích người Việt Nam, những cái nét văn hóa người Việt Nam mình thân thiện lắm. Như hồi mình mới qua đây á, hoặc là mình quen những cái người bạn Tây á, mình thấy họ không có được thân thiện đó mọi người. Nhưng mà càng chơi thì mình sẽ hiểu đó là cái nét văn hóa, và mình càng thích. Tại vì càng đi sâu vô thì mình thấy có những cái mình nên học hỏi, và hay lắm mọi người, nhất là vấn đề về tài chính. Công bằng thì nó sẽ bền, mình thấy như vậy. Rồi đi ăn uống cũng vậy đó, chia nhau ra trả. Mình có quen một số người bạn Tây nha, đi nhậu mọi người, mà mọi người uống bao nhiêu bia đó thì mọi người tự trả cái phần đó của mọi người vậy, chứ không có trả chung. Đồ ăn thì họ chia ra, nhưng mà bia uống á mọi người, chắc là người uống nhiều uống ít á, mình nghĩ vậy. Sao mình thấy kiểu như ông này uống mấy chai là ông kia trả, ông kia uống hai chai ông này trả, ông này ba chai ông kia trả vậy đó, chứ không có trả chung. Thấy cũng không biết, như vậy cũng kỳ kỳ đúng không, nhưng mà cái tính cứu người ta vậy, văn hóa người ta vậy. Ăn miếng nữa nha mọi người, rảnh quá ăn khoai lang, nhưng mà chia sẻ chuyện không liên quan. Nói chung trong những cái video tới thì mình cũng sẽ chia sẻ những cái nét văn hóa khác nhau của người phương Tây với người Việt Nam cho mọi người. Nếu mà ai có quan tâm thì tìm hiểu thì sẽ tìm hiểu thêm nha. Mình thấy nhiều cái hay lắm á, đó là từ cái kinh nghiệm sống của mình chia sẻ ra thôi. Ngọt quá mọi người ơi. Oops.
ham á thì cắt nhiều vậy thôi chứ ăn đâu hết rồi mọi người. Mình nghĩ mình chiên bao nhiêu là đủ rồi đó. Cái này mình cất, ngày mai mình sẽ chiên tiếp hoặc là mình nấu món khác về khoai lang. Bởi vậy qua đây muốn ăn cái gì là phải tự nấu. Mặc dù ăn rất là ít nha mọi người, nhưng mà phải tự nấu. Chứ giờ thề mà không có đầu ăn, phải nấu thôi. Và mọi người thấy không, bởi vậy cho nên là mình sẽ thành đầu bếp chuyên nghiệp xuống. Nói chung tự nhiên hồi nãy mà chưa quay video thì nghĩ là sẽ có nhiều cái chuyện để mà chia sẻ nói với mọi người, mà sao đối diện với camera xong quên hết rồi. Để cái video sau anh Ngôn sẽ suy nghĩ soạn bài nha. Xong rồi anh Ngôn lên chia sẻ với mọi người nhiều hơn. Bây giờ anh Ngôn xin dừng cái video tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ anh Ngôn trong thời gian qua rất rất là nhiều. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo.